Chào, rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong một video mà bạn biết là sẽ khiến bạn trở nên thông thái hơn. Và để xem tôi có đang chém gió hay là không nhá. Mệt mỏi vì học giỏi, đau đầu vì nhà giàu, buồn phiền vì nhiều tiền hay bức xúc vì hạnh phúc là những câu ca dao tục ngữ thời hiện đại mà thoạt nghe chỉ mang tính bông đùa, chứ làm gì có ai lại đi buồn phiền vì nhiều tiền bao giờ, đúng không? Có đấy bạn ạ. Đéo tin. Vì sao tôi biết á? Vì nếu không có những người giàu cảm thấy muộn phiền vì cái sự quá nhiều tiền của mình, người ta, mà chính xác hơn thì là người Tây, đã chẳng phát minh ra một ngành nghề có tên là nhà tâm lý học giàu có. Công việc của họ là tư vấn tâm lý cho khách hàng, những người chơi hệ siêu giàu, tài sản hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la trở lên, thoát khỏi những vấn đề như cảm giác tội lỗi khi họ quá giàu có. Lời khuyên về vấn đề thừa kế hoặc tư vấn cách nuôi dạy con cái để chúng không hư hỏng vì bố mẹ chúng có quá nhiều tiền. Cũng cần phải nói thêm rằng không phải người chơi hệ siêu giàu nào cũng cần một cố vấn tâm lý. Các triệu phú hay tỷ phú sinh ra trong những gia đình có gen giàu, tức đã giàu từ đời ông cố nội, đã quá quen với việc xung quanh họ toàn làm tiền và do đó cũng không cần ai chỉ họ cách để tiêu tiền. Tập khách hàng của các nhà tâm lý học giàu có chủ yếu là những cái tên mới nổi trong giới siêu giàu. Họ mới chỉ giàu lên trong một thế hệ, vẫn còn bỡ ngỡ với sự giàu có. Điều đó khiến họ cảm thấy chưa quen, chưa biết cách tiêu tiền, không thoải mái với sự giàu quá mức, hay thậm chí là cảm thấy tội lỗi về điều đó. Xem ra, cái gì quá đúng là cũng không tốt thật. Nếu bạn là một người chơi hệ đam mê các khí tài quân sự, chắc bạn đã biết rằng không quân Việt Nam từng có trong biên chế một trong những chiếc trực thăng lớn nhất thế giới. Đó là chiếc MiL-6, một trực thăng vận tải hạng nặng được Liên Xô viện trợ cho chúng ta vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mi-6 dài 33,18m, cao 9,86m, nặng hơn 27 tấn với tải trọng tối đa lên tới 12 tấn. Để cho dễ hình dung thì Mi-6 có thể nâng 385 người trưởng thành, khoảng 10 chiếc Toyota Vios hoặc 2 con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành. Tuy nhiên thì Mi-6 vẫn chưa phải là chiếc trực thăng lớn nhất từng được chế tạo. Danh hiệu mẹ của những chiếc trực thăng thuộc về MiL-V12 hay còn được gọi là Mi-12, một nguyên mẫu siêu trực thăng được Liên Xô chế tạo vào năm 1968. Mi-12 dài 37m, sải cánh 67m, cao 12,5m, nặng 60 tấn, cùng tải trọng tối đa khoảng 40 tấn, tức là sắp xỉ một chiếc T-54 hoặc là T-55, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực chiếm số lượng lớn trong biên chế của lục quân Việt Nam. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là Mi-12 được sinh ra để chở T-54 hay là T-55, bọn này thì không có được phước phần ấy. Mục đích tồn tại ban đầu của con quái vật trực thăng không ra trực thăng, máy bay không ra máy bay này là để đưa một số dòng tên lửa hạt nhân xuyên lục địa của Liên Xô đi trốn đâu đó trong khoảng hơn 12 triệu km vuông rừng của Liên bang Xô Viết. Điều này cho phép Liên Xô trên lý thuyết triển khai các cuộc tấn công hạt nhân từ bất kỳ đâu mà không lo bị phát hiện bởi các máy bay do thám của Mỹ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian kể từ khi lên ý tưởng vào năm 1959 cho đến khi hoàn thành năm 1968 và đưa đi khoe với bản dân thiên hạ tại triển lãm hàng không Paris năm 1971 là quá dài. Và trong từng ấy năm có quá nhiều thứ đã thay đổi khiến kỳ quan kỹ thuật của Liên Xô ngoài gây ấn tượng mạnh với truyền thông phương Tây không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Bởi thứ nhất, Hoa Kỳ bắt đầu triển khai các hệ thống vệ tinh gián điệp kể từ năm 1959, cùng thời điểm người Liên Xô lên ý tưởng về Mi-12. Thế nhưng, khác với sự chậm chạp trong quá trình chế tạo Mi-12, các vệ tinh gián điệp của Mỹ cho thấy năng suất làm việc kinh hoàng. Chỉ trong vòng một ngày, chúng chụp được phần lãnh thổ Liên Xô nhiều hơn tất cả các nhiệm vụ do thám bằng máy bay trước đó cộng lại, khiến việc giấu các tên lửa hạt nhân khổng lồ của Liên Xô trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thứ hai, vào những năm 1970, khi Mi-12 vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc Liên Xô phát triển các thế hệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, đủ nhỏ để có thể được vận chuyển trên các xe tải. Điều này mang lại khả năng di động cũng như trốn tránh do thám lớn hơn bao giờ hết. Và thứ ba, ngoài dùng để khiêng tên lửa đi trốn, Mi-12 quá cồng kềnh để làm bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ việc có thể cất và hạ cánh thẳng đứng. Tất cả những gì Mi-12 có thể làm được thì các dòng máy bay vận tải cỡ lớn như Antonov An-22 cũng đều có thể làm được, thậm chí là còn làm nhanh hơn rất là nhiều.
Và đó là những lý do khiến chỉ có hai nguyên mẫu Mi 12 từng được sản xuất, và cả hai thì đều đang nằm trong viện bảo tàng. Tiếc phết, nhẽ. Theo bạn, đâu là cơ quan béo nhất trên cơ thể người? Cái bụng mỡ, hai bình sữa organic của các bạn nữ, hay là đôi mông? Không, không và không. Cơ quan béo nhất trên cơ thể người, bất kể là người béo hay người gầy, chính là bộ não. Theo Healthline.com, chất béo chiếm tới 60% khối lượng bộ não. Với một bộ não người trưởng thành nặng trung bình khoảng 1,35kg, ta có tới 8 lạng chất béo. Ở một khía cạnh nào đó thì ai cũng béo cả thôi. Tuyến đường sắt ngắn nhất thế giới có tên chuyến bay của thiên thần Angels Fly, nằm ở thành phố của các thiên thần Los Angeles, Mỹ, và nó chỉ dài chưa đầy 91 mét. Ở chiều ngược lại, tuyến đường sắt dài nhất thế giới dài tận 13.000 km, nối liền thành phố Nghĩa Ô của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Wow. Voi ma mút trong tiềm thức của hầu hết mọi người là một sinh vật đã tuyệt chủng từ rất rất lâu. Thế nhưng các bằng chứng khảo cổ cho biết hầu hết chúng mới chỉ biến mất cách đây khoảng 10.000 năm. Nói là hầu hết chúng là bởi một quần thể voi ma mút lông dài, Woolly Mammoth, khoảng từ 500 đến 1.000 cá thể, được cho là vẫn còn tồn tại trên đảo Wrangell ở gần Bắc Cực đến tận năm 1650 trước Công Nguyên, tức là hơn 900 năm sau khi người Ai Cập cổ đại, hoặc là một di nhân nào đó, hoặc là người ngoài hành tinh khánh thành đại kim tự tháp Giza. Cụm từ tháp nghiêng thường gắn liền với hình ảnh của tháp Pisa cao 55,86m ở thành phố Pisa, vùng Tuscany, Italy. Được hoàn thành vào thế kỷ 14, thế nhưng do nền đất không ổn định, tháp Pisa đã bắt đầu nghiêng kể từ khi nó được xây dựng vào thế kỷ 12. Đến năm 1990, độ nghiêng của tháp đạt 5,5 độ. Sau nhiều lần gia cố và sửa chữa, độ nghiêng của tháp Pisa hiện giảm xuống còn khoảng gần 4 độ, với phần đỉnh lệch khoảng 3,9m so với phần thẳng đứng. Tháp Pisa hiện nắm giữ vị trí độc tôn trong làng tháp nghiêng, tuy nhiên điều đó có lẽ sẽ thay đổi trong tương lai. Tháp đồng hồ Big Ben, tên gọi chính thức là tháp Elizabeth, đặt theo tên của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị ở thành phố London của Anh, được cho là đã nghiêng đến mức có thể được quan sát thấy bằng mắt thường. Nguyên nhân được cho là do sự mở rộng của các công trình ngầm như bãi đậu xe ngầm và các tuyến metro khiến nền đất mất ổn định và sụt lún không đều. Được biết, tháp Elizabeth hiện nghiêng thêm khoảng 0,9mm mỗi năm, hiện đạt góc nghiêng khoảng 0,26 độ, tức phần đỉnh của chóp lệch khoảng 40cm so với phần thẳng đứng. Với tốc độ này, ngọn tháp được cho là sẽ sớm cân bằng độ nghiêng với tháp Pisa, giả sử là ngọn tháp này không nghiêng thêm sau khoảng 4.000 năm nữa. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Theo otechboss.net, một người có thể trở thành một hacker với một bộ kỹ năng ở mức khá nếu tập trung vào cày cuốc trong khoảng 2 năm. Ngoài ra thì một hacker phải liên tục trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng trong suốt cuộc đời để không bị tụt hậu trước sự tiến bộ với tốc độ bàn thờ của công nghệ. Tuy nhiên thì đừng để những điều đó cản trở ước mơ của bạn. Trở thành một hacker nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng vô cùng dễ, miễn là bạn sinh ra vào đúng thời điểm. Thật vậy, vào năm 1999, các tin tặc đã tiết lộ một lỗ hổng bảo mật to như cái lỗ thủng ozone đến từ dịch vụ thư điện tử Hotmail của Microsoft. Lỗ hổng này cho phép bất kỳ ai đăng nhập vào bất kỳ tài khoản Hotmail nào sử dụng mật khẩu EH. Vào thời điểm đó, đây là sự cố về bảo mật lớn nhất lịch sử Internet. Ai mà ngờ được làm hacker lại dễ đến thế cơ chứ. Quốc gia sở hữu nhiều sân bay nhất thế giới là Mỹ với, bạn đoán xem, 20.303 sân bay, nhiều hơn gấp 1,68 lần tổng số sân bay của 9 quốc gia xếp sau cộng lại. Ở chiều ngược lại, 5 quốc gia sở hữu ít sân bay nhất thế giới là Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein và Vatican. Cả 5 cùng sở hữu 0 sân bay. Và để bạn đỡ mất công Google thì Việt Nam có cả thảy 22 sân bay dân dụng, với 11 trong số đó là sân bay quốc tế. Các bạn vừa xem xong phần 9 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, được thực hiện bởi VFX. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhiệt tình. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!